Đây là bộ phim nói về một lũ học sinh cá biệt bị bắt đi học ở một lớp có giáo viên là một con quái vật ngoài hành tinh đang đe dọa phá hủy trái đất. Và nhiệm vụ của lũ học sinh là ngăn cản kẻ hủy diệt kiêm thầy giáo này. Đây là trường Kunujigaoka, một trong những ngôi trường danh giá bậc nhất ở Nhật Bản. Còn đây là lớp 3E, nơi hội tụ của các học sinh cá biệt trong trường. Cơ sở vật chất tồi tàn, học thì ngu, lại còn bị phân biệt đối xử, tách biệt hẳn khỏi phần còn lại của trường. Mỗi lần họp trường là học sinh phải băng đèo vượt suối, đi qua cả thung lũng ghì bàn chân, lết qua cả bầy rắn rết các thứ. Đã thế còn phải đến sớm hơn các lớp khác hẳn một tiếng. Bên cạnh đó còn bị bắt nạt công khai từ cả giáo viên lẫn học sinh khác trong trường. Nhưng tất cả chẳng là gì khi so với việc chủ nhiệm của lớp này là một con quái vật đầu chọc lốc, da vàng, mắt hai chấm. Nghe thì giống phong lê nhưng không phải, vì nó không có chân tay mà có xúc tu. Dù giao diện hơi đần nhưng nó có tốc độ lên đến Mach 20, lấy tên lửa làm đồ chơi, vệ sinh chiến hạm trong quá trình bị truy sát. Nó từng thổi bay 70% mặt trăng, khiến cho chị Hằng mãi mãi ở dạng khuyết. Và nó sẵn sàng làm điều tương tự với trái đất, nhưng vì nó rảnh quá không có gì làm nên đã cho chính phủ Nhật một offer để mình làm chủ nhiệm lớp 3E trong vòng 1 năm, vừa giảng dạy lại vừa huấn luyện chúng trở thành những sát thủ đủ khả năng tiêu diệt nó. Dù là con quái cam kết không làm tổn hại đến học sinh trong quá trình dạy học, nhưng game này vẫn khó vai. Để hỗ trợ lớp 3E, Bộ Quốc phòng đã nghiên cứu ra một loại vật chất để làm vũ khí, gây hại cho sinh vật này nhưng mà lại an toàn với loài người. Họ còn cài thêm Karasuma Tadami, một đặc vụ với khả năng combat cực tốt, vào làm quan sát viên kiêm giáo viên thể chất, với hy vọng hỗ trợ huấn luyện được cho lũ học sinh. Thêm nữa, chính phủ còn mạnh dạn treo thưởng 10 tỷ yên cho người tiêu diệt được con quái vật để tạo động lực cho lũ học sinh. Nhưng mọi thông tin liên quan đến quái vật này đều bị giấu kín. Ngay ngày đầu đi học, các thành viên của 3E đã năng nổ trong việc ám sát ông thầy chủ nhiệm. Nào là xả súng hàng loạt rồi đâm chém các kiểu con đà điểu. Thậm chí cậu bé Shiota Nagisa còn đồng ý làm vật dẫn giúp mấy đứa trong lớp đánh bom quyên sinh. Hên là cu cậu được ông giáo bảo vệ nên là toàn mạng. Còn xui là cái đám đứng sau kia bị ổng dọa cho quấn ra đài. Nếu còn lôi bạn trong lớp ra làm vật tế nữa là ổng đồ sát toàn bộ những ai có dây mơ dẫy má với chúng. Vì ám sát mãi chả được nên lũ học sinh bắt đầu gọi thầy chủ nhiệm của chúng là Koro. Koro dù liên tục bị ám sát nhưng vẫn đảm bảo việc giảng dạy đầy đủ. Koro thậm chí còn rất quan tâm đến học sinh, để ý tâm tư tình cảm sở thích của từng đứa trong lớp. Và thế là họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Không, vì thành tích bất bại của Koro đang bị đe dọa kể từ sự trở lại của một học sinh tên là Akabane Kama, một khứa thông minh nhưng ưa bạo lực, hứa hẹn sẽ là một nhân tố ưu tú để hoàn thành nhiệm vụ. Kama đã thế còn được trời ban tính láo, liên tục lồi lõm với thầy, vừa lấy kem của ổng để ăn, vừa lêu lêu ổng, xong còn găm một con bạch tuộc lên bàn giáo viên, thiếu mỗi bôi quả mắt mèo lên ghế. Nhưng cậu vốn không phải là đứa láo toét đơn thuần. Ngày trước cậu từng ra tay bảo vệ cho một đàn anh ở lớp 3E bị bắt nạt, nhưng rồi lại bị người thầy yêu quý của mình chửi mắng thậm tệ vì điều đó. Từ đấy cậu nhìn giáo viên bằng ánh mắt thù ghét, nên khi nghe chính phủ trao tiền để giết giáo viên, Kama chột đờn vội, và cậu chuẩn bị chơi lớn bằng cách giở trò tự nhảy xuống vực, để khi Koro cứu cậu thì cậu sẽ ám sát. Kịch bản đó đẹp, tiếc là nó vẫn không ổn, vì Koro lập tức tạo ra một tấm lưới đỡ lấy và dính chặt Kama. Thế là cậu chả làm được gì. Đã thế còn chúng thông não chi thuật, thế là Kama cũng quay ra ưa ông thầy bạch tuộc. Nhưng mà ai cũng quý Koro thì trái đất vẹo hết mất. Thế là một sát thủ chuyên nghiệp được cử đến, dưới vỏ bọc là một cô gái xinh đẹp yếu đuối, kiêm giáo viên mới của lớp 3E. Tuy là Koro mê cô này phết nhưng lũ học trò thì không, vì bà này lên lớp chả dạy học mẹ gì. Thế là bà bị đặt cho cái tên là cô Bích. Tuy tính tình có khó ưa nhưng phải thừa nhận gu chọn tai nghe của cô quả thực rất mê. Sản phẩm cô dùng là One Audio F2, tai nghe True Wireless đến từ hãng tai nghe DJ bán chạy nhất Amazon. Dù ở bất cứ nơi đâu cô cũng nghe rõ được mọi thông tin báo về. Nhờ chất âm không chỉ hay chuẩn DJ, nhịp bay sống động với màng loa 10mm, thiết kế đẹp như tâm hồn của cô, với điểm nhấn là họa tiết đĩa than cùng đèn báo pin. Pin lên đến 40 tiếng, sạc một lần đủ nghe nguyên tuần, nhưng sẽ được giảm 50k nếu lưu mã giảm giá mà chúng tôi để link ở phía dưới. Trở lại với diễn biến âm mưu ám sát của cô Bích, cô cùng vài tên đồng bọn ra sức ám sát Koro. Cô tuy thành công dụ được Koro vào một nhà kho, nơi mà tổ sát thủ đã mai phục, và sấy đạn lia lịa vào Koro. Nhưng cô Bích vẫn thất bại, vì trước khi vào trong, Koro đã sớm đánh hơi được mùi kim loại và mùi đàn ông. Hơn nữa, đạn thông thường không thể làm hại Koro. Koro bảo cô còn gà hơn cả lũ học sinh lớp 3E, và mọi sự ngu ngốc đều phải trả giá. Nhận thất bại thảm hại trong game đầu, cô Bích càng quyết tâm chiêu mộ thêm người để giải quyết tên dâu vàng kia. Nhưng mà vì chảnh mảng dạy học nên là bị lũ học sinh biểu tình, đòi cô Bích trả lại vị trí cho Koro. Cô Bích bảo hay, việc học của tụi bay quan trọng hơn hay thế giới quan trọng hơn? Căm ghét leo thang, bạo động bắt đầu kéo đến.
nên cô Bích đành xôi xéo đến phòng giáo viên để phàn nàn với thầy Karasuma. Anh này thay vì ủng hộ cô thì lại đưa cô đi quan sát Koro, cho cô thấy việc làm một nhà giáo đích thực là phải như thế nào. Koro tận dụng tốc độ của mình để khám phá, tìm tòi, phân loại và đánh giá từng học sinh, rồi điều chỉnh cách dạy phù hợp với từng người một. Sau đó Karasuma đưa cô Bích đến xem học sinh vui chơi giải trí, vừa vui chơi vừa rèn luyện khả năng ám sát, chứng tỏ lũ học sinh vẫn chưa quên nhiệm vụ ngày nào, mà thậm chí còn đang siêu chăm chỉ là đằng khác. Sau khi được mục sở thị, cô Bích đã hiểu ra và bắt đầu thay đổi, và bắt đầu dạy dỗ một cách tử tế. Dù rằng sát thủ học kỹ năng sư phạm từ đâu thì tôi cũng chịu, nhưng tóm lại là lũ học sinh bắt đầu ưa cô Bích hơn và công nhận cô là giáo viên của lớp 3E. Nhưng vấn đề khác lại nảy sinh khi thấy học sinh lớp 3E không cam chịu bị bắt nạt như thường lệ. Chủ tịch hội đồng trường không hài lòng và muốn chấn chỉnh lại. Ông ta muốn lớp 3E phải cam chịu số phận con sâu cái kén trong trường này. Vì nếu một tập thể cá biệt lại còn do một con quái vật ngoài hành tinh đào tạo mà đi lên được thì ông ta sẽ bẽ mặt lắm. Koro dĩ nhiên không đồng ý và dồn hết tâm sức vừa dạy vừa ôn cho lũ trẻ để chúng có điểm số cao trong kỳ thi giữa kỳ sắp tới. Nhưng lũ học sinh về cả học hành lẫn ám sát đều chưa đạt được kỳ vọng. Thế là Koro bị tự ái nghề nghiệp. Ông bắt tất cả tập trung ngoài sân, vừa tái tạo sân thể dục, vừa đả thông tư tưởng cho lũ học sinh rằng muốn giải quyết được ông thì đừng chỉ trông chờ vào một kế hoạch duy nhất. Nếu cứ giữ khư khư cái tư duy ăn sổi ấy thì Koro sẽ san phẳng nơi này và chim cút đến nơi khác có người ám sát được ông. Và Koro muốn cả lớp đạt thành tích nằm trong top 50 toàn trường. Vì người ngu không bao giờ làm sát thủ được. Kỳ thi đã đến, đám học sinh hừng hực khí thế. Nhưng đến câu hỏi thứ 11, gã chủ tịch đã giở trò tự ý thay đổi phạm vi đề của tất cả các môn, khiến lũ học sinh lớp E bị tủ đè. Bạn nghĩ đám ở cơ sở chính cũng bị vạ lây ư? Không, chúng đã được chủ tịch bổ túc từ trước. Kỳ thi này thành tích của lớp 3E vẫn thấp nhất trường, chỉ trừ Kama. Điểm thi của cậu toàn điểm tuyệt đối hoặc là gần tuyệt đối, vì Koro đã ôn cho cậu cả những phạm vi dư thừa. Kama giờ khiêu khích Koro, bảo ông đang hèn, lớp không đạt top 50 chỉ là cái cớ để ông bỏ trốn. Đám học sinh khác cũng hiểu ý mà hùa theo. Thế là Koro cắn câu: quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Koro không chờ được 10 năm nên ông cùng học trò sẽ trả mối thù này vào bài thi cuối kỳ. Nhưng trước đó, trường Kunujigaoka sẽ tổ chức chuyến đi dã ngoại cho toàn thể học sinh. Địa điểm sẽ là Kyoto với thời gian sẽ là 2 ngày 3 đêm. Riêng lớp 3E sẽ phải đảm nhiệm thêm một nhiệm vụ: dẫn dụ thầy Koro đến những địa điểm đã được chính phủ bố trí sát thủ. Nếu đợt này ám sát Koro thành công, số tiền 10 tỏi yên sẽ được phân chia tùy vào mức độ đóng góp. Lớp 3E chia thành từng nhóm để đưa Koro vào vị trí. Cho mắt đỏ, một sát thủ thiện xạ bách phát bách trúng ra tay. Ở lần ám sát thứ nhất, thầy Koro còn chả né được đạn mà mạnh dạn dùng bánh để tóm gọn. Trước thử thách khó nhằn này, mắt đỏ khá là hứng chí. Sang lần thứ hai, Koro lại giấu bạch tuộc chỗ người đông, đã thế còn di chuyển với tốc độ bàn thờ, khiến mắt đỏ không thể nhắm chính xác được. Cày phết. Tiếp tục đến lần thứ ba, lần này thì mắt đỏ có tầm nhìn ngon, học sinh phối hợp kỹ. Quả này mà tạch được thì anh đổi luôn tên thành mắt toét cho nó đúng thực trạng, ngắm bắn nét căng thẳng thái dương. Nhưng viên đạn lại bị Koro chặn đứng chỉ bằng một tờ giấy hút dầu. Sau 3 lần thất bại liên tục, mắt đỏ nhận được cuộc gọi của Karasuma báo tạm hoãn nhiệm vụ vì nhóm học sinh thứ tư gặp biến cố với một nhóm học sinh ở trường khác. Trong khi đó, thầy Koro cũng nhận được một cuộc gọi báo cáo tình hình của nhóm học sinh này, nhóm của Nagisa. Nguyên nhân là vì khi Hoa Khôi, một thành viên của tổ đội này bị đám trường khác lên kế hoạch kiếm chuyện và bắt cóc. Cô bé tóc xanh lá cũng bị vạ lây, chúng nhắm đến Hoa Khôi vì biết cô nhà siêu giàu. Tuy nhiên chưa kịp làm gì thì đám Nagisa đã đến nơi giải cứu. Tất cả là nhờ kiến thức vô tri trong siêu cẩm nang du lịch Koro biên soạn. Tuy nhiên nhóm Nagisa lại bị áp đảo về quân số. Đang toang thì Koro xuất hiện hạ đẹp đám bắt cóc, giải cứu thành công hai cô gái. Sau đấy Koro lại còn tiện tay điều trị tâm lý, giúp Hoa Khôi thoát khỏi luôn cả áp lực từ gia đình. Sau khi giải quyết xong vụ của học sinh, thầy Koro liền lập tức tìm đến mắt đỏ. Cứ tưởng phe này mắt đỏ thành nhắm mắt thiên thu thì ông thầy lại đưa anh sát thủ đi ăn, vì nhờ anh set up địa điểm mà học sinh đã được đi tham quan khắp thành phố. Sau vụ này, mắt đỏ quyết định rửa tay gác súng, đi ngắm đời bằng ánh mắt khác. Thấy mọi kế hoạch đều thất bại, giới chức trách càng thêm sốt ruột. Sau khi họp bàn với nhau, họ lại vẽ ra thêm một kế hoạch mới với hai sát thủ mang sức mạnh khoa học đến từ các nước đồng minh, đủ khả năng giúp học sinh tiêu diệt mầm họa này và sẽ được gửi đến dưới dạng học sinh chuyển trường, nhưng không phải là học sinh bình thường mà là gái 2D, tức là AI. Nó được đăng ký làm học sinh để Koro bị bó buộc vào lời hứa mà không làm hại nó. Vì con AI này đắt phết, ngay trong lần đầu lên lớp, AI đã sử dụng 4 khẩu shotgun, 2 khẩu liên thanh, đảm bảo cường độ tấn công liên tọi. Sau khi thấy không xi nhê với Koro, AI bắt đầu lên phương trình tính toán thay đổi đường đạn. Và trong lần thứ 2, nó thành công xin được ngón tay của ông thầy. Rồi cứ thế liên tục tính toán nâng cấp cách tấn công. Giờ học bất ổn khiến lũ học sinh lại chướng mắt. Thế là hôm sau, cả lớp trói nó lại để còn học cho dễ. Trong đêm hôm đó, Koro đã đến lớp lén cải tiến AI sao cho hòa hợp với các học sinh khác.
Và vậy là nó không còn gây rối trong giờ học nữa, lại còn phối hợp với lũ học sinh để ám sát Kuro. Vậy là lũ học sinh lại kết nạp thêm được một trợ thủ đắc lực. Tuy nhiên điều đấy lại khiến các cha đẻ của con AI không vừa ý. Họ bèn đến chỉnh sửa nó lại như cũ. Nhưng ai dè trước khi bị sửa lại bộ nhớ, con AI đã kịp sao lưu lên cloud toàn bộ mọi thứ. Và từ đấy, nó trở thành thành viên thứ 27 của lớp 3E. Lớp 3E vừa ổn định chẳng bao lâu thì tai họa lại ập đến. Lần này cô Bích là nạn nhân, cô bị thầy của mình, một ông lão trong làng sát thủ giờ đã giải nghệ, yêu cầu bàn giao công việc để ông xử lý nốt. Không muốn mất cô Bích nên thầy Koro đã đề xuất họ thi đấu với nhau xem ai hạ được thầy Karasuma. Mặt khác, Koro lại hứa sẽ đứng im một phút cho Karasuma đánh để lôi Karasuma vào cuộc. Cô Bích là người tung chiêu trước, nhưng khổ nỗi cô giáo này chỉ nhõn đúng một chiêu mỹ nhân kế, vì cả hai đã hiểu nhau quá rồi nên cú đòn này kể ra là vô hạ. Trong khi đó, với sở trường tốc chiến tốc thắng, ông thầy lao đến tấn công trực tiếp ngay trong phòng hiệu bộ. Tuy nhiên Karasuma không phải tay mơ, chỉ với vài đường khống chế anh đã vô hiệu hóa được cựu sát thủ. Quả này thầy Koro khó mà thoát khỏi bàn tay của Karasuma rồi. Nhưng thay vì đặt ngôi sao vào bậc thầy sát thủ kia, Koro lại tin tưởng vào cô Bích. Ngay sau đó, cô Bích đã tiến hành kế sách mới, vẫn là mỹ nhân kế đấy, nhưng có đầu tư hơn. Cộng với sự nhường của thầy Karasuma mà cô đã giành chiến thắng. Trong khi cô Bích hành sự, Koro đã múa mõm chứng minh cho sư phụ của cô biết đứa học trò vô tri kia của ông ta là một bậc thầy vượt qua thử thách. Chứng kiến sự phát triển của đồ đệ, ông sát thủ già đành chấp nhận rút lui. Kết thúc buổi học hôm ấy, thầy Koro có một chuyến đi đến Hawaii nhằm xem trước bộ phim Sonic Ninja. Nagisa, Kama và AI cũng đi cùng. Tuy lúc ấy là thời điểm tốt để ám sát Koro, nhưng hai đứa chịu không dám làm. Với tốc độ Mach 20 mà còn bơi giữa biển, có ám sát thành công thì hai đứa sau đó cũng thành mồi cho cá, nên đành chịu ngoan ngoãn đi xem cùng ông thầy. Tối hôm đó cả thầy và trò đã có một buổi xem phim rất riêng tư, mà không biết rằng một sát thủ nữa lại vừa được phái đến. Ngay ngày hôm sau, một gã mặc đồ trắng đến lớp, tự xưng là người bảo hộ của Itona, học sinh mới, người tự xưng là em trai của thầy Koro. Itona vừa đến đã hẹn ông thầy một kèo solo ngay sau buổi học. Luật của trận chiến này rất đơn giản: ai bị quẳng ra ngoài phạm vi ngăn cách ngoài bàn học trước thì thua. Ai thua sẽ bị tử hình. Game vừa start thì bàn tay của Koro đã bị cắt phăng với tốc độ bàn thờ. Vũ khí của Itona chính là những xúc tu mọc ra từ đầu của cậu bé. Nhìn thấy điều đó, Koro hết nhăn nhở mà chuyển căng, không ngừng hỏi tại sao Itona lại có thứ đó. Dường như điều này có liên quan gì đó đến quá khứ của ông thầy. Bên cạnh đó, gã áo trắng còn nằm lòng những điểm yếu của Koro, không ngừng hỗ trợ từ bên ngoài, giúp Itona chiếm lợi thế. Hổ không gầm lại coi là Hello Kitty. Koro tận dụng lúc Itona đắc thắng nhất để tung chiêu bất ngờ hạ hết xúc tu của nó, rồi gói ghém quẳng Itona ra ngoài để kết thúc trận đấu. Đã thua lại còn bị thầy thuyết giảng về tầm quan trọng của việc đi học, khiến máu điên của một thằng ghét học bùng lên. Itona lao đến xanh chín thêm lần nữa, nhưng đã bị gã áo trắng bắn thuốc cho ngất tại chỗ rồi đưa đi. Thầy Koro đã cố ngăn cản, nhưng đồ hắn mặc được làm từ chất anti-ion nên thầy cũng lực bất tòng tâm mà để hắn đưa Itona đi mất. Nhưng chắc chắn rằng cả hai người đó sẽ trở lại sớm thôi. Sau cuộc chiến đó, học sinh càng tò mò thêm về profile của ông thầy. Thôi đành chiều trò, Koro đã công khai về in tư cá nhân của mình: ông thầy là một sản phẩm nhân tạo. Hay đấy, nhưng mà méo có học sinh nào quan tâm. Thứ mà đám trẻ muốn biết là quá khứ trước khi thành như này của ông thầy kìa. Đây có vẻ là những thông tin kín, nhưng nếu đám trẻ thành công ám sát được mình thì ông sẽ tiết lộ toàn bộ cho chúng biết. Sau vụ của Itona, các học sinh đã tìm đến thầy Karasuma để đề đạt nguyện vọng và mong muốn được ra tay với thầy chủ nhiệm của mình, không còn vì tiền nữa, mà để tìm ra lý do cho sự nỗ lực của bản thân. Ít lâu sau, trường Kunujigaoka tổ chức ngày hội bóng chảy với quy mô toàn trường. Lớp E cũng được tham gia, nhưng chủ yếu là để cho đội vô địch làm nhục khi kết thúc. Thôi thì méo mó có hơn không. Trong lớp có một thanh niên có niềm đam mê mãnh liệt với bóng chảy, nhưng do là học lớp E nên cậu ta không được vào đội. Và cu cậu này hừng hực khí thế trước ngày hội, và sự hừng hực đó va ngay phải sự nhiệt tình được làm huấn luyện viên của thầy Koro. Vậy nên ổng lập tức lên kế hoạch tập luyện cho cả bọn. Đến ngày thi đấu, đúng như dự đoán, đối thủ của lớp E là lớp A, nơi tập trung những tài năng hàng đầu, nhất là tài đội trưởng. Vì không được lộ diện trước công chúng nên thầy Koro phải cải trang thành quả bóng ngoài sân để tiện quan sát rồi ra chỉ thị bằng màu ở trên mặt. Với lối chơi tận dụng tối đa năng lực học sinh, cộng với sự tiến bộ vượt bậc sau khi được thầy Koro huấn luyện, lớp E đã gây được ngạc nhiên khi vượt trội hẳn so với lớp A, vươn lên dẫn điểm. Trước tình hình đó, chủ tịch buộc phải ra mặt thay thế huấn luyện viên để điều chỉnh mọi thứ đi đúng quỹ đạo. Lưỡi không xương, nhiều đường uốn éo, ông ta thao túng lũ lớp A, tiêm vào lũ học sinh tư tưởng méo mó muốn chà đạp hủy diệt người khác. Trọng tài thì lại còn thiên vị, thế là cục diện thay đổi. Tuy thế trận đã trở lại với lớp A, nhưng như thế vẫn là chưa đủ với chủ tịch. Ông ta lần nữa chơi bài tâm lý với ngôi sao đội bóng để cậu ta thấm nhuần tư tưởng đạp lên kẻ khác để đi lên. Dĩ nhiên thầy Koro sẽ không làm ngơ để team mình thua dễ như vậy. Ông mách nước cho Kama đi khiêu khích, khiến đám đông chú ý đến cách chơi của lớp A và sự bất công của trọng tài, tạo điều kiện cho lớp E vừa dùng chiêu của lớp A để chơi lại chúng, vừa thao túng tâm lý làm lung lay tên đội trưởng. Sau một hồi cân não cân gan cân sức, lớp E giành chiến thắng, vui chơi không quên nhiệm vụ. Từng học sinh lớp 3E đang dần cho thấy tiềm năng ám sát của mình, trong số đó có Nagisa là đứa đáng gờm nhất, thậm chí khiến thầy Karasuma phải tự vệ theo bản năng.
Hôm nay lớp 3E chào đón một giáo viên mới. Anh ta tên là Takaoka Takira, một quân nhân hoạt động trong bộ quốc phòng. Từ giờ trở đi, anh sẽ tiếp quản công tác huấn luyện của thầy Karasuma. Nhờ có một đống thức ăn mang theo cộng thêm bộ mặt phúc hậu, chẳng mấy chốc Takaoka đã làm thân với đám học sinh trong lớp 3E. Tuy nhiên cách dạy của ông ta lại không dễ thương đến vậy. Thông qua tìm hiểu trong tài liệu huấn luyện, thầy Karasuma nhận ra Takaoka là một giáo viên giỏi nhưng có xu hướng bạo lực. Và cái xu hướng đó đang dần lộ ra. Bên cạnh việc lên cái lịch full giờ huấn luyện, Takaoka cũng không ngại tay chân với học sinh, bất kể nam hay nữ. Và điều đó làm Koro nóng máu. Nhưng ông không thể can thiệp vào cách giảng dạy của đồng nghiệp. Vậy nên cả thầy Karasuma và Koro đành chấp nhận thương đau. Vừa xem mà vừa xót học sinh. Tất cả những thứ Takaoka đang làm đều nhằm đến việc đánh bại Karasuma, bởi hắn ghen tức với thực lực cũng như uy tín của anh thầy. Nhưng khi Takaoka giở trò bạo lực với một nữ sinh trong lớp, thầy Karasuma không kiềm chế được nữa mà ngăn cản. Thế là Takaoka bảo thầy Karasuma chọn ra một học sinh bản lĩnh nhất ra so kèo với hắn bằng dao bản real. Nếu hắn thua thì hắn sẽ rút khỏi đây, nếu học sinh thua thì thầy Karasuma phải rút. Vừa lỡ gã keo khôn ấy. Sau một hồi cân nhắc, thầy Karasuma chọn Nagisa lên sàn. Nagisa cũng ok luôn. Thấy đối thủ vừa là trẻ con vừa có vẻ yếu đuối, Takaoka tỏ vẻ coi thường. Hắn dự tính sẽ khống chế nhanh Nagisa rồi cứ thế dã để thị cho lũ học sinh kia luôn thể. Tuy nhiên thứ mà hắn không ngờ đến nhất là Nagisa vừa mỉm cười vừa áp sát hắn và vung dao cực nhanh, làm hắn hốt hoảng mất thăng bằng. Khoảnh khắc Takaoka ngã về sau, Nagisa kề sát dao vào cổ hắn. Cuộc đấu kết thúc quá chóng vánh, khiến mọi người đều phải bất ngờ. Thắng thua đã quá rõ nhưng Takaoka lại không phục, nhục nhã vì đã để thất bại cho một học sinh, nên hắn muốn đấu thêm một game nữa. Hắn lao đến Nagisa, để rồi bị thầy Karasuma chốt cho một quả vào mồm và gục tại chỗ. Ngay lúc này chủ tịch đột ngột xuất hiện. Qua những gì vừa được chứng kiến, anh ta nhét tờ sa thải vào mồm Takaoka, khiến hắn vừa sợ vừa tức rồi ba chân bốn cẳng chạy biến. Thầy Karasuma trở lại vị trí của mình. Mùa hè đã đến, thầy Koro đã tự tay thiết kế và thi công một bể bơi thiên nhiên để giúp học sinh giải nhiệt cuộc sống. Đám trẻ hào hứng lắm, chỉ trừ cậu Trang cốt đột này. Với cậu, Koro vẫn luôn là một loại virus làm biến chất lớp E. Cậu ta chỉ muốn một lớp E như ban đầu, nơi mà cậu tự do bắt nạt mọi người. Vì vậy cốt đột đã đồng ý làm tay trong cho tên áo trắng, vừa để kiếm thêm ít thu nhập vừa hòng tiêu diệt thầy Koro. Theo kế hoạch, cốt đột sẽ cho phát tán một loại khí đặc biệt dưới dạng thuốc diệt côn trùng, làm giảm sự nhạy bén của các cơ quan của thầy Koro. Sau đó dẫn dụ ông ta đến bể bơi, rồi kích hoạt thiết bị phát tín hiệu dạng súng. Khi ấy Itona và gã đồ trắng sẽ lộ diện, nhưng họ sẽ cần toàn bộ học sinh lớp E phải ở dưới hồ nhằm phục kích khi thầy Koro bị đạp xuống nước. Tuy nhiên đến lúc cốt đột sử dụng thiết bị kia thì chợt một tiếng nổ lớn vang lên, phá vỡ con đập ngăn nước, khiến toàn bộ học sinh lớp E bị cuốn đi. Thầy Koro tức tốc cứu học sinh, tình cờ tạo điều kiện thuận lợi để Itona tấn công thầy. Các xúc tu của Koro sừng rộp hết cả lên, nguyên nhân một phần do nước, phần nữa là do chất khí mà cốt đột phun bữa trước đã khiến lớp nhảy bảo vệ của ông thầy mất đi. Lần này ông bị đe dọa ra phết khi phải đối đầu với địch thủ như Itona đã được cải tiến. Bên cạnh việc chống đỡ những đòn tấn công như vũ bão, thầy Koro còn phải để ý đến những học sinh đang chênh vênh trên núi đá. Kama thì giờ đấm cốt đột cho cậu tỉnh ngộ để cứu lấy các bạn, thay vì chăm chăm vào giết thầy. Nhưng mà muốn cứu bạn thì dễ nhất là bảo vệ thầy. Cốt đột lao xuống dưới đòi solo với Itona, cố gắng câu giờ để tạo điều kiện cho thầy Koro giải cứu học sinh. Lũ học sinh lớp 3E cũng té nước lên người Itona, khiến những xúc tu của cậu ta có bị phồng rộp. Thấy tình thế bất lợi, gã áo trắng toàn rút lui. Itona dù tâm không phục nhưng vẫn phải nghe theo mà xôi xéo. Trải qua chuyện lần này, lớp 3E đã không còn ai lạc lõng nữa. Cốt đột đã hòa nhập với cả lớp. Đặc biệt điều quan trọng là chúng đã nắm được điểm yếu chí mạng của thầy Koro là sợ nước. Nhưng giờ chưa phải lúc để tập trung vào ám sát, bởi kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Để giúp học sinh có thêm động lực thi thố cho nó ngon, thầy Koro trao thưởng cho bất cứ ai đứng đầu ở mỗi môn thi. Ông sẽ cho phép người đó phá xúc tu của mình, mà cứ mất một cái thì ông sẽ bị giảm 10% tốc độ. Một cơ hội quá ngon để ám sát. Để tránh trường hợp bất công như kỳ thi giữa kỳ, thầy Karasuma và cô Bích đã đến gặp trực tiếp chủ tịch để yêu cầu ông bỏ cái trò chơi bẩn đi. Ông ta ngoài miệng thì đồng ý, nhưng chúa mới biết ông ta có dở trò hay không. Cơ mà dù ông ta có ra tay hay không thì lớp A cũng đang giáo giết ôn thi dưới sự chỉ đạo của ngũ kiệt, đứng đầu là Asano Gakushu, con trai của vị chủ tịch trường. Tuy tuổi còn non nhưng tham vọng của Asano là không hề nhỏ. Cậu ta muốn nhân dịp này để cá cược với ông già, hòng nắm thóp với lớp E rồi kiểm soát lại ổng. Ngoài ra nhóm ngũ kiệt này cũng xét kèo với lớp E. Bằng sự hiểu biết về luật dân sự, họ đề ra một hợp đồng ma quỷ gồm 50 điều nhằm biến lớp E thành nô lệ của mình một cách hợp pháp và dụ dỗ lớp A nghe theo để họ thống trị lớp E. Nhưng mà họ đã quên mất rằng lớp E mới là nhân vật chính và lớp E có những nhân tố xuất sắc ở từng môn, như Hoa Khôi giành vị trí 23 môn quốc ngữ, Tóc Vàng đạt hạng 11 môn Anh, lớp trưởng thì ở ngôi 14 của môn xã hội và Tóc Bím là học sinh thứ 17 môn khoa học. Lần này vì đã hứa sẽ công bằng nên chủ tịch cho ra đề khó đều, lớp A với lớp E khó như nhau. Đó không còn là một đề thi nữa mà là một con quái vật trí thức đáng sợ. Tuy nhiên có một điều mà chủ tịch không biết, trong số các điều khoản mà Asano sắp xếp nếu thắng lớp E, có một điều chống lại chính ông. Kèo này mà lớp A thắng thì mọi bí mật về lớp E sẽ bị tiết lộ sạch, bao gồm cả sự tồn tại của thầy Koro và nhiệm vụ của lớp E.
Sau những ngày khổ luyện cùng thầy Koro, học sinh lớp E chính thức bước vào kỳ thi. Và đúng như toán tính của chủ tịch, đề khó dập cho lũ học sinh tơi bời. Kể cả đám ngũ kiệt cũng gặp khớ khó khăn trong cuộc chiến với quái tiếng Anh. Đại diện của ngũ kiệt tuy đã sống ở Los Angeles hẳn một năm, nhưng lại thua trước tóc vàng ở một câu hỏi trích trong một tác phẩm do trước đó cô đã được thầy Koro cho đọc tác phẩm đó, nên vẫn còn nhớ và có thể vượt qua dễ dàng. Ở kèo bên khoa học, tên ngũ kiệt tự tin vì khả năng học thuộc lòng của mình, nhưng như thế vẫn chưa đủ để hạ bộ giáp của nó. Trong khi đó, tóc bím lại sử dụng một phương pháp khác dễ dàng vượt qua thử thách bằng cách áp dụng cả môn quốc ngữ và môn khoa học, giúp nó dễ hiểu và dễ đối phó hơn. Trên mặt trận xã hội thì đang rất căng cực. Gã ngũ kiệt đã bị hạ đo ván bởi câu hỏi về châu Phi, còn lớp trưởng vốn gia cảnh nghèo khó nên vì đồng cảm với người dân ở đó mà đã tìm hiểu nhiều. Đã thế lại còn được thầy Koro kéo đi tham quan tận nơi, nên dễ dàng vượt qua câu hỏi về châu lục này. Còn về phía Hoa Khôi cũng đang thành công trong môn quốc ngữ bằng văn thơ diễm lệ đầy màu sắc, khiến gã ngũ kiệt cũng bất ngờ. Còn môn thi đấu cuối cùng là toán học, đối đầu với Asano là Kama. Dù trước mắt là một học sinh giỏi đều tất cả các môn, nhưng Kama vô cùng tự tin vào bản thân, có thể khiến tên con ông cháu cha kia đo sàn. Và khi kỳ thi kết thúc, điểm số đã được công bố. Với 100 điểm ở môn Anh văn, tóc vàng đã giành chiến thắng, trong khi đối thủ của cô chỉ được 95. Tiếp đến là môn quốc ngữ, tuy đã có cố gắng nhưng Hoa Khôi vẫn thua Asano mà giành hạng 2 toàn trường. Đến môn xã hội, lớp trưởng đã đem về thêm một game thắng cho lớp E và chốt hạ cho chiến thắng của lớp thầy Koro là tóc bím khi giành được hạng nhất ở môn khoa học. Vậy nên kết quả môn toán tuy Asano thắng nhưng cũng chẳng hề quan trọng nữa. Lớp E đã vươn lên đỉnh của chuỗi thức ăn, nhưng vẫn có một người không vui, đó là Kama. Cậu chỉ giành được 85 điểm môn toán và bị thầy ca khịa vì cái tật chủ quan dẫn đến lười biếng. Hậu quả như thế nào thì cũng đã rõ rồi. Bên Asano thì dù cậu đã chiến thắng trận đánh nhưng lại thua cả cuộc chiến. Chủ tịch thì cũng nghiến răng ken két, nhưng đây sẽ là bài học cho họ phải hạ cái tôi xuống. Tổng kết lại thì thầy Koro sẽ bị thẻo ba xúc tu, nhưng cứ từ từ, ngoài 5 môn chính ra vẫn còn môn khác nữa. Đám học sinh cốt đột mang đến 4 điểm 100 ở bộ môn kinh tế gia đình khiến thầy Koro kinh hãi. Cả đời làm gà ai ngờ giờ thành thóc cho đám học sinh nó mổ, chiến thắng chung cuộc trước lớp A, còn giúp vị thế của lớp E được nâng tầm. Từ giờ trở đi họp trường đã không còn là một cái gì đấy ám ảnh nữa. Và theo bản hợp đồng soạn trước kỳ thi, lớp A phải nhượng lại vé chuyến nghỉ dưỡng tại Okinawa cho lớp E. Đây cũng chính là nơi lớp 3E tổ chức lấy xúc tu và ám sát thầy Koro trước một tuần đến ngày đi du lịch. Để đảm bảo cơ hội hiếm có khó tìm này được sử dụng một cách triệt để, tiện lúc ông thầy Koro còn đang đi du lịch trên đỉnh Everest, thầy Karasuma đã mời sư phụ của cô Bích để nâng cấp kỹ năng cho học sinh. Sau khi quan sát lũ trẻ, gã sát thủ nhận ra có một cặp nam nữ sở hữu kỹ năng nhắm bắn đỉnh nó phết. Nam thì thiên tài bắn nhắm từ xa, nữ thì xuất sắc tiêu diệt các mục tiêu động. Đây sẽ là cặp đôi sẽ tung final shot cho thầy Koro. Tương tự như thầy Karasuma, khi gặp Nagisa, ông cũng nhận ra thiên phú sát thủ ở cậu bé này, rồi chỉ cho Nagisa một tuyệt kỹ, sẽ trở thành đòn tất sát khi cần thiết. Một tuần trôi qua và kỳ nghỉ đã đến. Toàn thể lớp 3E được sắp xếp ở một khách sạn 5 sao có view hướng thẳng ra biển, để không phí thời gian được đi chơi. Cả bọn nhất trí sẽ tỉa xúc tu của Koro vào buổi tối. Giờ sẽ chia nhỏ từng đội vừa ám sát vui vẻ vừa chơi cho thỏa. Đó là chiêu bài đánh lạc hướng, để một nhóm các học sinh xạ kích lên núi tìm nơi nhắm bắn. Thời điểm ám sát đã đến, nơi mà đám học sinh chuẩn bị để ra tay với ông thầy của mình là một nhà nguyện ngay giữa biển chỉ với một lối ra duy nhất. Bằng thính giác nhạy bén, thầy Koro đã cảm nhận ngay sự vắng mặt của cặp xạ thủ, nên đoán được luôn hai đứa sẽ nhắm bắn từ xa. Trước khi bắt đầu buổi lễ hành quyết, nhóm học sinh lớp 3E cho ông thầy yêu quý xem một đoạn phim tri ân. Nghe thế thì thầy Koro hào hứng lắm, nhưng nụ cười sớm tắt khi toàn bộ những cảnh tượng đáng xấu hổ của thầy bị phơi bày, khiến ông xấu hổ vừa lờ và lơ là cảnh giác, không nhận ra thủy triều đã lên và nước đã ngập nhà nguyện, và một cuộc thanh trừng xúc tu đã bắt đầu. Ngay khi những xúc tu bị bắn hạ, đám học sinh bắt đầu kéo tung nóc nhà nguyện ra và dùng ván bay để tạo một bức tường nước. Nhóm phá xúc tu cũng áp sát bắn đạn xung quanh nhằm cố định ông thầy một chỗ, và nhờ cặp xạ thủ ra đòn quyết định. Thầy Koro cứ nghĩ rằng mình đã biết được hướng của cặp kia, nhưng đó chỉ là hỏa mù che mắt. Cả hai mai phục dưới nước để tung final shot, tưởng như kèo này đã chắc cú, thì đùng một cái một tiếng nổ inh tai nhức óc vang lên. Koro bỗng thu bé lại vừa bằng một quả bóng, vừa lớp vỏ kim cương bất hoại, và cứ duy trì như thế cả ngày trời. Dù có muốn lắp ổng và tên lửa bắn đi cũng không được, mà ném vào vật chất chống ổng cũng chẳng xong. Kế hoạch ám sát công phu được lớp 3E chuẩn bị đã hoàn toàn thất bại, khiến nhiều học sinh chán nản và mệt mỏi. Nhưng dần dần nó lạ lắm, nhiều đứa đã ngất lịm đi và lên cơn sốt rất cao. Trong hoàn cảnh đó, một số máy ẩn danh gọi tới thông báo rằng đám học sinh đã bị nhiễm một loại virus nhân tạo chết người, mà chỉ có hắn mới có thuốc giải. Nếu muốn lấy thì hãy cử một cặp nam nữ yếu đuối nhất cầm theo thầy Koro đến khách sạn trên núi để trao đổi trong thời gian 1 giờ. Sau khi đánh giá tình hình, thầy Koro đưa ra một kế hoạch cho các em học sinh còn khỏe trèo lên vách núi để xâm nhập vào tầng cao nhất để đánh úp rồi cướp thuốc giải.
Nhờ có AI hack vào máy chủ khách sạn mà cách bố trí cảnh vệ cho đến sơ đồ từng phòng đã được nằm lòng. Thầy Karasuma lo rằng kế hoạch này quá nguy hiểm, nhất là với những đứa trẻ. Còn thầy Koro tuyên bố là cứ vô tư đi, vì đây là những học sinh của lớp 3E cơ mà. Sau khi hoàn thành quá trình lên đỉnh và xem xét lộ trình tiến lên tầng thượng mà AI hack được, cả đội bắt đầu tiến hành đột nhập từ cửa sau. Tuy nhiên ở trước sảnh có quá nhiều vệ sĩ, nếu làm không khéo sẽ dễ dẫn đến nguy hiểm cho học sinh, là còn đánh động tên trùm. Nếu là đàn ông thì để cô Bích gánh tất, với body khúc nào ra khúc nấy của mình, cộng với tài nghệ đánh đàn thuộc hàng nghệ sĩ. Cô đã hớp hồn hết đám cảnh vệ, tạo điều kiện cho thầy Karasuma cùng học sinh vượt qua tầng 1. Tòa nhà này không chỉ là nơi cho người lớn đến giải khuây, mà còn có cả 3 sàn cho các cậu ấm cô chén đến bay lắc, nên việc đám học sinh lẻn vào không gây sự chú ý mấy. Tưởng như với vỏ bọc đó sẽ giúp cả đám leo lên tầng dễ dàng, thì bất ngờ họ lại bị tập kích bởi một tay sát thủ chuyên độc, cũng là kẻ đứng sau vụ đầu độc virus này. Do cứu học trò nên thầy Karasuma đã bị dính đòn của hắn. Loại độc này đến voi còn gục, nó chỉ là con người. Tuy chân tay hơi bị mất kiểm soát, nhưng chỉ với một cước, thầy Karasuma đã khiến gã đó đo sàn. Sau cú siêu ngầu đó thì anh thầy cũng sụi lơ. Cả lũ học sinh giờ phải tự lực cánh sinh, và chúng đụng ngay tay sát thủ này. Nhìn thì cũng bảnh tỏ đây, mỗi tội có vẻ cô đơn lâu năm. Tôi đoán thế vì trên lực tay siêu khỏe. Khỏe thế này mà lơ ngớ là bị bẻ cổ như chơi. Cả đám thấy một gã gớm như vậy thì cũng rén dần đều, trừ Kama. Tóc đỏ sau khi thất bại thảm hại trong kỳ thi cuối kỳ đã bớt nghênh đi mà hạ cái mặt xuống. Giờ đây cậu đã sẵn sàng đối diện với vấn đề của mình, và vấn đề trước mắt bây giờ là gã sát thủ FA đó. Kama đã quan sát cách phòng ngự của thầy Karasuma và áp dụng vào thực chiến, khiến cho những đòn nắn bóp của gã sát thủ trở nên vô hại với cậu. Tuy nhiên nếu cứ phòng thủ thì không thể hạ được đối phương. Thế là Kama đánh giá chiêu thức của đối thủ rồi chuyển sang thế tấn công, nhưng cậu lại bị gài và trúng thuốc độc của hắn mà ngất đi. Nhưng hắn cũng đã bị gài vì Kama đã thói được thuốc độc từ trước. Do cả hai đều cùng chung hệ tư tưởng nên Kama đã bắt bài được hắn và đã dùng khăn che mũi tránh khí độc. Giờ thì gã sát thủ còn chả đủ sức mà vung tay, nên dễ dàng bị lớp 3E chói nghiến. Sau khi vượt qua hai tên sát thủ, nơi tiếp theo cả bọn cần vượt qua là một club. Để mở cửa từ trong đó, việc vác ông thầy đi ngang qua dễ bị chú ý quá, nên các bạn nữ xin đi tiên phong mở cửa. Nhưng mỗi mấy thân nữ đi lêu nghêu cũng nguy hiểm, nên Nagisa trà trộn vào giả làm loli đáng yêu. Ừ, cũng đáng yêu phết. Đáng yêu va cả vào sự chú ý của khứa nhà điều kiện. Để kế hoạch chót lọt, Nagisa ngồi hầu rượu khứa đó. Nhóm nữ đến nơi thì lại vướng hội bảo vệ. Dĩ nhiên những lúc như thế này cần lắm sự giúp sức của Nagisa, nên họ lại gọi cậu tới gấp. Tuy nhiên khứa điều kiện lại đang mê cậu lắm, đang bắt cậu xem hắn quẩy Vina House trên nền nhạc Bolero. May mà hắn bất cẩn va vào cốc nước của mấy ông giang hồ, dẫn đến xô xát. Tận dụng thời cơ này, cô nàng dẻo nhất nhóm đã hạ gục tên giang hồ, rồi báo chú bảo vệ ơi hỗ trợ anh này đi bệnh viện với. Và cả đám lợi dụng bảo vệ bận bịu để qua cửa. Sau khi vượt qua club, họ có thể đến tầng VIP. Nhưng là sau khi vượt qua hai tay vệ sĩ to cao này, cả bọn đã lùa thành công hai tên đó ra ngoài, rồi dùng gậy kích điện mà cốt đột mang theo để đánh ngất cả hai. Sau khi khám người chúng, họ thu được hai con hàng nóng. Vì thầy Karasuma chưa hồi phục nên thầy Koro quyết định giao nó cho cặp xạ thủ, với điều kiện không dùng nó để làm tổn thương người khác. Địa điểm tiếp theo mà nhóm cần vượt qua là nhà hát của những giấc mơ. Đối thủ của họ là một gã sát thủ ưa dùng súng, đặc biệt là để bú. Ngay khi vừa bước vào nhà hát, hắn đã cảm nhận được đám học sinh đang mai phục ở bên dưới. Thấy lũ học sinh có súng lại còn ngắm bắn khá kinh khủng, hắn nhận diện bọn trẻ này nguy hiểm luôn, và bật hết đèn lên để hạn chế tầm nhìn của lũ trẻ. Trước bối cảnh hiện tại, thầy Koro đã đứng lên để chỉ đạo cả đội với thể chất đặc biệt. Ông có thể vô tư vừa nhìn địch vừa đưa ra chỉ thị di chuyển cho học sinh, để khiến cho tên sát thủ rối hết cả mắt, không biết đâu mà lần. Sau một hồi đảo mắt muốn lác, hắn đã có cơ hội bắn trúng mục tiêu. Mỗi tội đó lại là hình nộ, và một vài giây chậm lại cũng đủ để lớp 3E phản công. Nam xạ thủ nổ súng trước, ngắm vào cái cột đèn bên cạnh, khiến nó đập vào người gã ta. Nhân lúc tên sát thủ đang choáng, nữ xạ thủ bắn bay khẩu súng, rồi cả lũ bu vào trói hắn lại. Giờ thì họ có thể tiến lên phòng tên trùm. Trong khi di chuyển, Nagisa nhận ra cốt đột đã mắc virus, nhưng đã cố giấu để đi cùng mọi người. Cậu muốn chuộc lỗi cho sự hấp tấp khiến thầy Karasuma dính độc, và cả vụ báo cả lớp mém thiệt mạng nữa, nên cốt đột muốn Nagisa giữ bí mật cho mình. Trở lại với công cuộc giành lấy thuốc giải, với lối di chuyển vô thanh, cả bọn đã áp sát vị trí của tên trùm. Kế hoạch sẽ là tập trung lực lượng hội đồng hắn, còn thầy Karasuma sẽ support đề phòng tên trùm kích nổ quả bom gắn trên vali bằng chiếc điều khiển hắn để trên bàn. Nhưng tất cả đều nằm trong tính toán của gã trùm. Hắn có cả mớ điều khiển để kích hoạt bom. Tuy nhiên đó không phải là điểm bất ngờ nhất. Thứ khiến tất cả phải mắt chữ A mồm chữ O chính là danh tính của gã. Gã chính là Takaoka, tên thầy giáo biến thái cuồng bạo lực. Sau khi bị sa thải khỏi trường học, hắn ta đã bị đồng đội khinh bỉ vì thua một tên nhóc quá cay với lớp 3E, nên hắn đã phát điên mà lên kế hoạch trả thù. Hắn yêu cầu tất cả lên tầng thượng, mục đích là yêu cầu Nagisa lên sàn đấu với hắn thêm lần nữa. Bất cứ ai can thiệp, hắn sẽ kích nổ quả bom ngay lập tức. Thế là Nagisa cũng chẳng có sự lựa chọn. Luật chơi tương tự như lần gặp mặt trước, Nagisa sẽ dùng dao còn hắn sẽ dùng tay không. Nhưng trước khi bắt đầu,
Takaoka đã yêu cầu Nagisa quỳ gục xuống để sỉ nhục cậu. Dù cậu bé đã làm theo và để hắn trả đạp, hắn vẫn cho kích nổ quả bom gắn với vali thuốc giải. Thế là Nagisa điên tiết, cậu đặt mục tiêu giải quyết tên khốn này để hắn có thể sám hối dưới địa ngục. Thấy ánh mắt thằng bạn nó cứ lả lạ, ai nấy đều lo lắng. Bất ngờ một cây kích điện quăng vào người Nagisa, nó xuất phát từ cốt đột để thức tỉnh cậu không nghe theo mấy lời khiêu khích của Takaoka mà đánh mất bản thân. Để không ai can thiệp vào cuộc đấu, Takaoka lấy mấy lọ thuốc giải khác ra đe. Tiếng nói của cốt đột có vẻ chưa chạm đến Nagisa, sát khí của cậu vẫn đằng đằng. Nagisa còn dắt thêm cây hàng thằng bạn vừa ném để tí dùng. Trận tái đấu giữa Takaoka và Nagisa bắt đầu. Gã quân nhân đã không còn như trước nữa, hắn lao vào chủ động ra đòn với cậu bé. Liên tục những cú đòn tung ra khiến Nagisa xây sầm mặt mày. Mọi người đều muốn thầy Karasuma can thiệp trước khi Nagisa nghẻo, nhưng cốt đột đã ngăn lại, bởi cậu tin rằng Nagisa sẽ lật ngược thế cờ. Cơ sở cho lòng tin này đến từ kỹ năng mà thầy của cô Bích đã chỉ cho Nagisa. Muốn dùng đòn tất sát này, đòi hỏi người tung đòn phải có hai vũ khí trong tay, và cuối cùng là kẻ địch phải từng trải qua cảm giác sợ hãi khi bị giết. Tình thế hiện tại lại vô cùng thuận lợi để Nagisa sử dụng đòn này. Khi tiến đến gần Takaoka, Nagisa đã thả con dao xuống khiến mọi sự tập trung của gã chỉ hướng về con dao. Nhân lúc ấy cậu tiến sát lại vỗ cái đét, phá vỡ hoàn toàn tâm trí của gã, dẫn đến mất thăng bằng. Và đây chính là khoảnh khắc thích hợp nhất để Nagisa tung chiêu. Cậu dí cây trích điện vào người hắn khiến hắn đổ gục, rồi dí thêm phát nữa vào cổ cho nó cẩn thận, trong khi tặng hắn một nụ cười nhìn ám ảnh phết, khiến Takaoka tởm từ giờ cho đến già. Tuy số thuốc giải bị phá hủy nhưng cả đám chẳng cần phải lo. Trước khi rời đi, những sát thủ được Takaoka thuê đã tiết lộ họ đã cháo thuốc chứa virus với thuốc gây ngộ độc cải tiến, cơn đau sẽ kéo dài vài giờ nữa. Sau đó học sinh còn lại sẽ ổn. Họ đều là những sát thủ chuyên nghiệp nên việc ám sát mấy đứa học sinh cấp 2 sẽ làm bẩn tên tuổi của họ. Nhưng trước sự quyết tâm cùng năng lực của đám trẻ này, đám sát thủ vừa có lời khen vừa bảo rằng tương lai mà gặp nhau thì cẩn thận đấy. Cuộc tập kích đã thành công rực rỡ, các học sinh dính thuốc cũng tỉnh lại và dần hồi phục. Dù hoàn thành một nhiệm vụ khó nhằn là thế, nhưng nhiệm vụ khó nhất vẫn là ám sát thầy Koro. Bất chấp thầy Karasuma đã sắp xếp một vụ ám sát trên tàu ngay khi bạch tuộc hói hồi phục nhưng vẫn bất thành, thầy Koro đã trở lại với giao diện bình thường, tạm để việc ám sát qua một bên. Giờ là lúc để tất cả được vui chơi thoải mái cho thỏa chuyến du lịch này cái đã. Kết thúc kỳ nghỉ hè, tất cả học sinh lớp 3E trở lại với lớp học, sẵn sàng cho kỳ 2 hoàn tất quá trình ám sát con quái vật sắp hủy diệt thế giới kia. Thời gian chỉ còn lại nửa năm, và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.